Kính chào quý thính giả, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2023, xin gửi đến quý thính giả bài viết Sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống nhân dân, bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, sáng 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt, triển khai kết luận số 48 của Bộ Chính trị, nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền, cấp xã giai đoạn 2023-2030, kế hoạch thực hiện của chính phủ và thảo luận về dự thảo hướng dẫn của các bộ. Ngành Trung ương, việc rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, việc điều chỉnh địa giới hành chính, việc quản lý tài chính, biên chế đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1056 đơn vị hành chính cấp xã. Theo các đại biểu, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao quản lý nhà nước. Ngoài ra, sắp xếp các đơn vị hành chính tạo cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, lãnh thổ, hạn chế tình trạng chia cắt, manh mún, nhất là trong bối cảnh trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Các báo cáo và ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, trong giai đoạn 2019-2021, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ các cơ quan trung ương và địa phương đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền, cấp xã, cơ bản phù hợp đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cơ quan đã kịp thời ban hành các văn bản pháp luật, hướng dẫn thi hành để thể chế quá chủ trương của đảng, tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp đơn vị hành chính. Cả nước thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp quyền và 1056 đơn vị hành chính cấp xã. Qua đó, giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được 429 cơ quan ở cấp huyện, mươi bảy cơ quan ở cấp xã. Tinh giản biên chế 361 cán bộ, công chức cấp huyện, 6.657 cán bộ, công chức cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 2008 tám tỷ đồng. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp quyện cấp xã sau sắp xếp đều được kiện toàn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân việc sắp xếp đơn vị hành chính còn góp phần mở rộng không gian phát triển tập trung nguồn lực phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương không phát sinh khiếu nại tố cáo từ việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trật tự xã hội được bảo đảm phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính nêu rõ những kết quả thời gian qua cho thấy chủ trương của đảng về sắp xếp đơn vị hành chính là phù hợp thực tiễn trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm được rút ra. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền, cấp xã giai đoạn 2023-2030 được chuẩn bị và triển khai thực hiện rất bài bản, lấp làng, kỹ lưỡng. Tinh thần là xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bám sát, thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội 13 của đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là mục tiêu cuối cùng. Bên cạnh những kết quả rất cơ bản đã đạt được như các báo cáo và ý kiến phát biểu đã chỉ ra, thủ tướng nêu rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền cấp xã thời gian qua còn có một số khó khăn vướng mắt theo đó một số văn bản hướng dẫn chưa thực sự kịp thời nội dung chưa thật đầy đủ đồng bộ số lượng đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định vẫn còn nhiều việc sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư còn chưa kịp thời chất lượng đô thị ở một số đơn vị hành chính hình thành sao sắp xếp chưa bảo đảm theo quy định việc bố trí, sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị dư dư và tài sản công tại một số địa phương thực hiện sắp xếp còn vướng mắt. Việc thực hiện các chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp quyền, cấp xã hình thành sau sắp xếp chưa được hướng dẫn cụ thể. Việc kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn có nơi, có lúc chưa được kịp thời. Thủ tướng nêu rõ một số bài học kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính. Thứ nhất, cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, thống nhất, liên thông của đảng, các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thứ hai, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng để tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện sắp xếp. Thứ ba, thực hiện sắp xếp phải được tiến hành khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan. Thứ tư, việc bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật và quy định của đảng. Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, bảo đảm kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Thứ sáu, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tính đến các yếu tố đặc thù, mục tiêu mở rộng không gian, tạo động lực phát triển của khả năng sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dư dư và quản lý của chính quyền địa phương, làm sao các yếu tố thuận lợi cộng hưởng, thúc đẩy sự phát triển theo đúng mục tiêu. Thủ tướng nhấn mạnh sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, thực hiện trong thời gian ngắn, nguồn lực có hạn, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết, sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống nhân dân được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.